Trung tâm Hiền Miu xin chào toàn thể quý khán giả anh em nhé. Thì buổi tối ngày hôm nay thì Miu cũng rất vui mừng là Hiền Miu ngày hôm nay cũng chốt được vài bộ karaoke. Đặc biệt là hôm nay tổng là khoảng 3 bộ thôi. Giá trị mỗi bộ không lớn, chỉ khoảng 2-3 chục bộ thôi. Nhưng mà bên em Miu cũng muốn là lắp đặt và phục vụ tận nhà cho quý khách hàng, chứ không để cho khách hàng tự lắp đặt. Và ngoài cái việc lắp đặt thì nó liên quan đến hướng dẫn sử dụng và căn chỉnh hệ thống âm thanh làm sao cho chuẩn hay nhất để xử lý từ chống ù chống rít cho khách hàng. Mặc dù cận Tết rồi, cũng có thể là như trung tâm khác có thể là không lắp đặt tận nhà cho khách hàng, hoặc có nhiều trung tâm có thể bán tại nhà thôi nhưng không đi lắp đặt, nhưng Hiền Miu vẫn phục vụ một cách khác với trung tâm khác, tức là vẫn phục vụ lắp tận nhà cho anh em. Đây là combo MR825 tuyển chọn khách hàng đến trận đây mua, và bên Hiền Miu cũng tư vấn nhưng vẫn phải lắp tận nhà cho khách hàng. Và đặc biệt cái chi phí cho anh em ấy, và giá bên Hiền Miu bán ra là cũng hợp lý, có thể còn rẻ hơn trung tâm khác là chuyện bình thường. Nhưng mà phục vụ tận nhà cho anh em nhé. Đấy là một cái điểm mạnh mà bên Hiền Miu trong suốt thời gian qua làm được. Còn bên cạnh những cái điểm yếu thì Hiền Miu cũng không nhấn mạnh nơi giới thiệu thêm gì. Vì thực tế là nói là người phục vụ thì có thể 100 khách hàng thì Hiền Miu phục vụ đạt khoảng độ 5-60 khách hàng là ổn. Còn một vài khách hàng có thể chê thì cũng không thể tránh được, vì là mình là người phục vụ mà. Thế nên là bên em Miu cũng cố gắng triệt để tối ưu nhất để phục vụ anh em làm sao tốt nhất. Và đặc biệt thì ngày hôm nay Miu lại giới thiệu một chút nữa, là cũng vừa cập bến thêm một cặp loa. Đây, hàng thì ngày nào cũng về anh em nhé. Và được bên em Miu tuyển cũng cơ bản kỹ tỉ mỉ, sau đó mới lên quay cho anh em. Đây là cặp SP215-9 này. Đấy, tuyển chọn kỹ này. Không biết -9, -6 nhưng mà con này -9, SP215-9 anh em nhé. Vừa cập bến bên em Miu này. Thì hàng cuối năm về rồi, thì bên em Miu cũng cân đối với bên nhà phân phối cung cấp là bảo thôi cuối năm rồi thì giá tốt để cho anh làm cho khách hàng sao nó hợp lý. Thì cặp này thì bên em Miu ngày hôm nay về đây thì cũng đưa giá mức giá nhích 50 triệu một chút thôi. Em Miu có mua liên hệ nhá. Và đặc biệt cái lô đẩy Crown này, hôm nay vệ sinh xong này, quá đẹp luôn. Đối với Crown Macotech 1200 này thì Miu hôm qua đã giới thiệu rồi. Đây là một cái lô đẩy mà bên em Miu tổng lô này nó có rơi vào khoảng hơn 40 con từ công nhận chuyển về. Nhưng Miu cũng chỉ chọn là có 5 con anh em nhé. Nhưng phải nói là máy hàng công nhật này, anh em nhìn này, đấy, quá đẹp luôn. Riêng những con máy Crown này thì hôm nay bên trung tâm Miu đã kiểm tra rồi, đánh cực kỳ. Thứ nhất cân vế, thứ hai mặt máy không ố han gì, đánh đảm bảo cho anh em luôn. Và riêng những con máy Crown mà Miu đã đảm bảo này, bảo hành cho anh em 2 năm về máy bãi. Riêng thương hiệu Crown xịn này nhá, chứ không phải là bảo hành 1 năm hay là 3 tháng 6 tháng như trung tâm khác. Thì cái lô này quá đẹp luôn anh em nhá, nhấn mạnh giới thiệu thế. Và còn về giá, cam kết với anh em là không ai làm được giá rẻ hơn em Miu. Khi đưa giá mức giá là 11.500.000 cho một cục đẩy Crown Macotech 1200 này anh em nhá. Bao chất, bao hay, bao đánh khỏe cho anh em. Chơi tất cả các dòng loa 3 số 4 số đều ok. Đấy. Một nữa thì Miu cũng nhấn mạnh giới thiệu vậy, để anh em là nhu cầu mua sắm tin tưởng âm thanh chuyên nghiệp Miu, có địa chỉ tại số nhà 50 Nguyễn Trãi 1, thành phố Chí Linh thì liên hệ bên em nhé. Có những bác khách hàng đã đến đây mua trực tiếp thì nhiều khi Hiền Miu nói là có những sản phẩm bán vừa bán nhưng vẫn bao mua lại. Thì anh em biết là chất lượng và giá Hiền Miu làm luôn hợp lý nhất để cho anh em mua nhé. Không bao giờ anh em phải lăn tăn. Còn chơi tất nhiên là đồ chơi sẽ lỗ, nhưng mà lỗ trong tầm kiểm soát của các bác, chứ không bao giờ rơi rớt quá nhiều tiền anh em nhé. Đấy là một cái điều mà bên em Miu suốt những thời gian qua làm được. Và em Miu cũng bán hàng
với phong cách là rất là vô tư thoải mái. Giá cả là bên em yêu báo nét căng, không như trung tâm khác có thể báo mập mờ trên dưới, nhưng bên em yêu báo nét căng anh em nhá. Một nữa không biết nói như thế là cảm ơn tất cả anh em. Anh em nhu cầu đầu tư mua sắm về tất cả thiết bị audio chuyên nghiệp thì cận cảnh cũng gần cuối năm rồi, thì anh em mua thì có thể tranh thủ ngày mai ngày kia là đi sớm một chút để anh em phục vụ các bác giá chu đáo nhiệt tình nhất. Xin cảm ơn anh em. Số điện thoại của Hiếm Mưu 0973 096 520 0973 03439. Rất mong được phục vụ quý khán giả anh em.